Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ Công nghệ trên FPNG. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong ngày hôm nay. WT2 tai nghe thông dịch tiếng nước ngoài theo thời gian thực. Thành phố thông minh không phải cứ ứng dụng công nghệ thông tin khắp mọi nơi là trở thành thành phố thông minh. Những tính năng mới của Apple Watch Bar có thể bạn chưa biết. Thưa quý vị, thế giới phẳng mở ra nhiều cơ hội du lịch, học tập và làm việc ở nước ngoài. Nhưng cơ hội giao lưu rộng mở có thể gặp trở ngại nếu chúng ta vướng rào cản ngôn ngữ. Các nhà lập trình đã tìm cách thay đổi điều đó bằng tai nghe thông dịch thời gian thực, mang tên là WT2. Hãy cùng theo dõi sản phẩm này thông qua chuyên mục tuần này có gì mới hôm nay. Có ngoại hình tương tự như tai nghe Bluetooth thông thường, dòng sản phẩm WT2 sở hữu của một hãng công ty mới khởi nghiệp có khả năng phiên dịch trong thời gian thực. Sản phẩm hoạt động bằng cách mỗi người sử dụng sẽ mang một tai nghe được kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tai nghe sẽ ghi lại những gì đối tượng nói, sau đó gửi file ghi âm vào ứng dụng. Phần mềm của hãng công nghệ sẽ phiên dịch rồi gửi giọng nói đến tai của người kia. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ quá trình trên chỉ mất khoảng 3 giây và sản phẩm mới chỉ cập nhật tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Trong tương lai, nhà sản xuất sẽ tải lên nhiều ngôn ngữ hơn và đẩy nhanh thời gian dịch sang chỉ còn 1 giây. Để sạc tai nghe, chỉ cần cắm tai nghe về hộp đựng, thời gian tai nghe hoạt động sau mỗi lần sạc khoảng 2 tiếng đồng hồ. Do là sản phẩm khởi nghiệp nên WT2 dù rất tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều lỗi. Các chuyên gia công nghệ đã test thử sản phẩm và nhận định, miễn là bạn nói những câu ngắn và đơn giản thì sản phẩm hoạt động khá tốt. Còn về những câu dài và thành ngữ phức tạp thì robot vẫn chưa thể dịch một cách rõ ràng. Con đường sắp tới của WT2 được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, sản phẩm có thể sẽ phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh là các dự án tương tự đang được tiến hành. Hiện tại WT2 đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người đóng góp trên cộng đồng gọi vốn Kickstarter. Tổng số vốn gọi được đã cao hơn gấp đôi so với mục tiêu $50,000. Giá bán dự kiến của sản phẩm này là $149, dự kiến xuất xưởng vào năm 2018. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ Công nghệ. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có: đã khôi phục 100% kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế. Apple khẳng định Face ID có thể sai với người dưới 13 tuổi hoặc sinh đôi.